Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất, nóng nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh YouTube Tin 24 giờ. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. 80 quốc gia ra tuyên bố chung kêu gọi chấm dứt xung đột Ukraine, Nga. Kết thúc 2 ngày họp thượng đỉnh tại Thụy Sĩ, 80 trong số hơn 90 quốc gia ngày 16 tháng 6 đã ký vào tuyên bố chung kêu gọi các bên đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua giữa Nga và Ukraine. Chúng tôi tin rằng việc đạt được hòa bình đòi hỏi sự tham gia và đối thoại giữa tất cả các bên, tuyên bố chung nêu rõ. Văn bản tái khẳng định cam kết của các bên ký kết về việc kiềm chế đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào, các nguyên tắc về chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia. Tuyên bố chung cũng kêu gọi trao đổi toàn diện tù nhân chiến tranh và trao trả trẻ em bị trục xuất. Tuyên bố chung nói rằng sự tham gia hơn nữa của đại diện tất cả các bên là cần thiết, đồng thời nhấn mạnh sự thiếu điểm chung của các bên tham gia hội nghị về câu hỏi Ukraine và Nga nên tìm cách đàm phán hòa bình khi nào và như thế nào. Một số nhà lãnh đạo thế giới đang kêu gọi đàm phán và thỏa hiệp giữa các bên tham chiến. Ấn Độ, Ả Rập Xê Út, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác đã nhắc lại thông điệp đó tại hội nghị thượng đỉnh. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu rõ quan điểm rằng một nền hòa bình lâu dài ở Ukraine chỉ có thể đạt được khi Nga rút quân hoàn toàn. Ông nói với các phóng viên hôm 16 tháng 6, một khi cộng đồng quốc tế xây dựng một kế hoạch hòa bình dựa trên kết luận của hội nghị thượng đỉnh, kế hoạch này sẽ được chuyển cho các đại diện của Nga. Khi được hỏi về triển vọng đàm phán, ông nói, Nga có thể bắt đầu đàm phán với chúng tôi vào ngày mai mà không cần chờ đợi bất cứ điều gì nếu họ rút hết quân khỏi lãnh thổ của chúng tôi. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba hôm qua cũng thừa nhận sự cần thiết phải đối thoại với Nga để chấm dứt xung đột. Tất nhiên, chúng tôi hiểu rất rõ rằng sẽ đến lúc cần phải đàm phán với Nga, nhà ngoại giao hàng đầu của Ukraine nói. Mặt khác, ông thừa nhận hiện vẫn còn quan điểm trái chiều giữa phương Tây và nhóm quốc gia Global South về cách thức chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Có những tiếng nói từ nhóm quốc gia Nam bán cầu về việc Ukraine cần đưa ra những nhượng bộ khó khăn. Song, đó không phải là điều chúng tôi nghe thấy từ các đối tác phương Tây, ông cho biết. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Thụy Sĩ diễn ra ngày 15 đến 16 tháng 6 theo đề xuất của Ukraine. Hội nghị tập trung vào các vấn đề như an ninh lương thực, tránh thảm họa hạt nhân và trao trả trẻ em bị trục xuất. Sự kiện có sự tham gia của hơn 90 quốc gia, song không có Nga và Trung Quốc. Ukraine và một số nước đang dự tính hội nghị thượng đỉnh thứ hai có sự tham gia của Nga. Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherst nhấn mạnh, câu hỏi lớn vẫn là làm sao và khi nào Nga có thể tham gia vào tiến trình đàm phán hòa bình. Một giải pháp lâu dài cần sự tham gia của cả hai bên. Với khoản vay 50 tỷ đô la Mỹ, G7 muốn sử dụng cho 3 mục đích chính: hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự, bao gồm giúp nước này thành lập các nhà máy sản xuất vũ khí trên lãnh thổ Ukraine, bù đắp thâm hụt ngân sách của Ukraine, hỗ trợ việc tái thiết khẩn cấp cơ sở hạ tầng. Dù vậy, các chi tiết cụ thể của thỏa thuận nói trên vẫn chưa rõ ràng. Số tiền này sẽ được lấy từ đâu và những quốc gia nào sẽ đóng góp? Trước hết, số tiền cho khoản vay sẽ đến từ Mỹ, Liên minh châu Âu và các nước G7 khác, mặc dù chi tiết về khoản đóng góp của mỗi bên vẫn đang được tính toán. Ý tưởng của thỏa thuận là sử dụng gần 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga ở nước ngoài bị đóng băng sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, làm cơ sở cho khoản vay. Khoản vay nói trên sẽ được hoàn trả theo thời gian bằng lợi nhuận thu được từ những tài sản bị đóng băng của Nga, khoảng 2/3 trong số đó là ở châu Âu. Nhiều tài sản ở dạng trái phiếu đã đáo hạn, tạo ra lợi nhuận từ 3 đến 4 tỷ đô la Mỹ một năm, tùy thuộc vào lãi suất. Con số này tương đối nhỏ so với nhu cầu của Ukraine. Do đó, thay vì chỉ cung cấp cho Ukraine số tiền hàng năm đó, các nước G7 đã đồng ý về khoản vay với số tiền lớn hơn. Nhu cầu tài chính và quân sự hiện tại của Ukraine ước tính khoảng 100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Thứ hai, các nước G7 đã nhất trí ở cấp lãnh đạo về việc đóng góp tiền cho khoản vay. Mỹ nói rằng họ có thể đóng góp toàn bộ số tiền nhưng muốn các nước khác cùng tham gia. Do phần lớn tài sản bị đóng băng của Nga là ở châu Âu, nên Liên minh châu Âu muốn đảm bảo rằng khi họ chi ra số tiền trên, các công ty châu Âu sẽ nhận được lợi ích tương xứng, đặc biệt là các nhà sản xuất vũ khí châu Âu. Anh, Canada và Nhật Bản, tất cả các nước G7 cũng cho biết họ sẵn sàng đóng góp. Ukraine sẽ là bên hưởng thụ lợi nhuận từ tài sản của Nga và sẽ không phải chịu trách nhiệm hoàn trả. Nói cách khác, các nước phương Tây sẽ đứng ra cho Ukraine vay tiền và lợi nhuận thu được từ tài sản bị đóng băng của Nga sẽ được dùng để hoàn trả khoản vay và Kiev sẽ không phải trả nợ. Giữa thời điểm quan trọng của cuộc xung đột Nga-Ukraine, khi Nga đang có đà tiến trên chiến trường,
các nước G7 đã nhất trí về khoản vay 50 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Lợi nhuận thu được từ tài sản bị đóng băng của Nga sẽ được dùng để hoàn trả cho khoản vay đó. Tuy nhiên, dựa trên dữ liệu từ các cơ quan thống kê quốc gia, Sputnik ước tính G7 có thể thiệt hại gần 83 tỷ đô la Mỹ trong số tiền đầu tư vào nền kinh tế Nga nếu họ tịch thu tài sản của Nga. Theo tính toán của Sputnik, đầu tư trực tiếp của các nước thành viên G7 vào nền kinh tế Nga tính đến cuối năm 2022 lên tới 82,8 tỷ đô la Mỹ. Theo dữ liệu mới nhất hiện có, các nhà đầu tư lớn nhất vào nền kinh tế Nga là Vương quốc Anh với tài sản ước tính khoảng 18,9 tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo là Đức, 17,3 tỷ đô la Mỹ, Pháp, 16,6 tỷ đô la Mỹ và Italia, 12,9 tỷ đô la Mỹ. Đầu tư của các công ty Mỹ vào nền kinh tế Nga lên tới 9,6 tỷ đô la Mỹ. Nhật Bản và Canada đầu tư lần lượt là 4,6 tỷ đô la Mỹ và 2,9 tỷ đô la Mỹ. Trong một tuyên bố sau ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh ở Italia ngày 14 tháng 6, các nước G7 đã đồng ý cho Ukraine khoản vay khoảng 50 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm nay. Số tiền thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga sẽ được dùng để hoàn trả cho khoản vay này. Các nước EU và G7 đã đóng băng gần một nửa dự trữ ngoại hối của Nga, khoảng 300 tỷ euro, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu bùng phát hồi tháng 2 năm 2022. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo mạnh mẽ việc các nước phương Tây tịch thu tài sản của Nga sẽ bị đáp trả. Bộ Ngoại giao Nga gọi việc phong tỏa tài sản của Nga ở châu Âu là hành vi trộm cắp. Ngoại trưởng Sergei Lavrov cảnh báo Nga sẽ đáp trả nếu kho dự trữ của nước này bị tịch thu. Theo ông, Moscow cũng có quyền lựa chọn không trả lại số tiền mà các nước phương Tây hiện có ở Nga. Liên quan đến động thái Armenia sẽ rời khỏi CSTO, liên minh quân sự do Nga đứng đầu, Armenia đã đưa ra điều kiện liên quan đến Belarus để nước này ở lại CSTO. Trước đó, Thủ tướng Armenia Pashinyan cáo buộc các thành viên của khối bắt tay với đối thủ Azerbaijan để chống lại họ. Phát biểu trước các nghị sĩ ở thủ đô Erevan, ông Pashinyan cho biết Armenia đã đóng băng tư cách thành viên CSTO và sẽ rời khỏi khối vào thời điểm mà Armenia lựa chọn. Tờ Vedomosti của Nga ngày 14 tháng 6 dẫn lời Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho biết nước này sẽ chỉ xem xét việc ở lại Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO nếu Belarus rời khỏi CSTO hoặc Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đưa ra lời xin lỗi có thể chấp nhận được đối với người dân Armenia về nhận xét của ông liên quan đến cuộc chiến năm 2020 ở Nagorno-Karabakh tại cuộc gặp hồi tháng 5 vừa qua với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Aliyev, ông Lukashenko nói với các phóng viên rằng hai bên đã thảo luận về khả năng giành chiến thắng trong cuộc chiến năm 2020 của Azerbaijan với Armenia ngay cả trước khi cuộc chiến bắt đầu, gọi đó là giải phóng. Truyền thông nhà nước Armen Press dẫn lời ông Pashinyan nêu rõ Armenia sẽ quyết định khi nào rời đi. Hóa ra là các thành viên của liên minh không thực hiện nghĩa vụ của mình mà lên kế hoạch với Azerbaijan để gây chiến với Armenia. Ngay sau thông báo của Thủ tướng Pashinyan, Bộ trưởng Ngoại giao Armenia Ararat Mirzoyan đã giải thích, Thủ tướng không nói rằng chúng tôi sẽ rời CSTO, nhưng Thủ tướng Armenia đã nói rằng chúng tôi sẽ không quay lại nếu quyết định rời đi. Bình luận về điều kiện ở lại CSTO của Armenia với tờ Vedomosti của Nga, ông Stanislav Prishchin tại Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế Primkov của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga cho rằng, thông qua vấn đề Belarus, giới lãnh đạo Armenia tiếp tục xu hướng tách mình ra khỏi CSTO và Nga. Chuyên gia Prishchin nhấn mạnh, Armenia có giao dịch thương mại tối thiểu với Belarus nên ông Pashinyan không lo ngại những hậu quả nghiêm trọng. Nhà khoa học chính trị người Armenia Gran Mikaelian nhắc lại, đây không phải là lần đầu tiên ông Pashinyan chỉ trích Belarus với tư cách vừa là thủ tướng, vừa là một người theo chủ nghĩa đối lập. Các chuyên gia đồng quan điểm rằng Armenia sẽ rời khỏi CSTO vì nước này rõ ràng đã chuyển hướng về phía phương Tây và các tổ chức thân phương Tây về mặt chính trị. Câu hỏi duy nhất bây giờ là khi nào điều này sẽ xảy ra? Trên thực tế, Erevan đã dừng hoạt động trong CSTO do Nga lãnh đạo vào tháng 2 vừa qua, khi nước này cho biết họ đã đình chỉ tư cách thành viên của khối này. Armenia cũng đã ngừng đóng góp tài chính cho liên minh vào đầu tháng 5 năm nay. Mặc dù vậy, Tổng thư ký CSTO Iman Gali Tasmagambetov cho biết tổ chức này hoàn toàn tuân thủ các cam kết của mình với Erevan. Thủ tướng Pashinyan trong nhiều tháng đã cáo buộc CSTO không bảo vệ Armenia trước các cuộc tấn công của Azerbaijan, đe dọa rời khỏi khối nếu Nga không đưa ra những đảm bảo lớn hơn trong khi tìm cách xích lại gần Mỹ và EU.
Nga nhận thấy áp lực của phương Tây đằng sau những lời lẽ gay gắt đối với CSTO và Moscow. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin nói với Izvestia rằng phương Tây đang nỗ lực hết sức để đưa Armenia vào cuộc đối đầu với Nga mà không quan tâm đến an ninh của Armenia hay lợi ích của người dân Armenia. Kể từ khi Liên Xô sụp đổ, Armenia và Azerbaijan đã xảy ra hai cuộc chiến tranh giành vùng Nagorno-Karabakh mà Azerbaijan đã giành lại toàn bộ bằng vũ lực vào tháng 9 năm ngoái